Hello mọi người, mình là Sobel đây. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với channel của mình. Hôm nay mời mọi người cùng mình thảo luận nên chơi quang vũ Alex hay là chơi quang vũ Leo và ưu nhược điểm của từng cặp này như thế nào nhé. Sau một khoảng thời gian mình đã max skill con Quang Vũ, Alex và con Leonidas thì bây giờ mình sẽ chia sẻ lại kinh nghiệm đó cho các bạn. Trước tiên hãy cùng nhau điểm lại những điểm nổi bật ở trong bộ skill của cả ba con tướng Quang Vũ, Alex và Leonidas. Về Quang Vũ thì đây là một con tướng chuyên về bộ binh mà theo mình là nó mạnh nhất ở thời điểm hiện tại rồi. Skill đầu tiên của nó vừa có đam đỏ, hệ số đam rất là cao, lại có đam LE 3 mục tiêu, kèm theo hiệu ứng câm mõm kẻ địch trong 3 giây rất là mạnh. Ngoài ra nó còn có boost tăng tốc độ di chuyển nè, có hệ số chữa lành nữa nè, rồi có thêm boost tấn công, với lại boost sát thương kỹ năng và thêm một lượng đam đỏ khá là to từ skill 4. Tiếp theo là con Alex. Đối với con Alex này á, thì skill của nó cực kỳ mạnh ở chỗ là nó vừa tạo khiên cho bản thân và đồng đội, vừa có debuff kẻ địch, không phải debuff một kẻ địch mà debuff tới 3 kẻ địch trong phạm vi hình tròn. Nó còn có khả năng giảm hiệu quả chữa lành của mục tiêu, có lượng đam đỏ hệ số tận 1.007 luôn nè. Ngoài ra nó còn thưởng tốc độ di chuyển của bộ binh, có cả boost thưởng tấn công và thưởng phòng thủ, coi như con tướng này là một con tướng công thủ vẹn toàn. Với những điểm mạnh như thế thì các bạn chơi chuyên về bộ binh bắt buộc phải sở hữu cả con Quang Vũ và con Alex. Mình phải nói là cả hai con tướng này đều xứng đáng cho các bạn đầu tư 690 chọc cam để max skill, kể cả khi các bạn không chơi chuyên về bộ binh. Và cái thời gian sử dụng của những con tướng này sẽ rất là lâu. Nó sẽ không có bị nhanh lỗi thời giống như những con tướng khác như là Richard nè, Khang nè, Edward. Bây giờ xem con Leonidas nó có cái gì nhé. Đối với lại con Leonidas này, nó là một con tướng thiên về châu bò, có boost sức khỏe và boost phòng thủ. Nó cũng có đam LE, tuy nhiên cái hệ số đam này không có cao lắm. Ngoài ra nó còn có boost thêm khả năng hồi phục nổ khí nữa. Tuy nhiên skill thứ 3 và skill thứ 4, kể cả skill chuyên môn của con Leonidas này, thì mình đánh giá nó không cao bằng con Quang Vũ với lại con Alex. Cái skill thứ 3 này nó sẽ boost khiên cho đạo quân, tuy nhiên nó có điều kiện là khi đạo quân của các bạn giảm còn 50% đơn vị thì lúc nó mới có khả năng là boost khiên. Còn cái skill 4 này chỉ có 25% xác suất được kích hoạt. Mà khi đánh nhau thực tế, đa số mình thấy trong các lượt đánh của các bạn á, chỉ nhận được khoảng 20% tăng sát thương thôi. Còn lại khá là nhiều lượt đánh không hề có boost gì cả, giống như là không có sự tồn tại của skill thứ 4 vậy. Còn cái skill chuyên môn này thì nó chỉ được kích hoạt khi các bạn còn 10% máu trở xuống. Nói thật là cái boost 400% sát thương này không xi nhê đâu. Vì các bạn biết ở trong cái game này, sát thương sẽ phụ thuộc vào lượng máu mà các bạn đang có. Cho nên khi đạo quân chỉ còn khoảng 10% máu, đừng nói là tăng 400% sát thương, mình cho nó tăng 700, thậm chí là 800% sát thương đi nữa thì cũng không có quá nhiều ý nghĩa. Cái này là mình đang nói ở trong trường hợp đánh open field ngoài đồng. Còn khi các bạn đánh ở trong hoàng hôn hẻm núi và chúa tể chiến tranh thì cái boost 400% sát thương này sẽ rất là hữu dụng. Tại vì khi các bạn còn khoảng 10% máu thì kẻ địch cũng còn khá là thấp máu rồi, cho nên cái boost 400% sát thương này nó sẽ trở nên có ý nghĩa. Nói đi cũng phải nói lại, skill chuyên môn này của con Leonidas nó còn có thể giảm 50% sát thương nhận vào. Cái này mình lại cảm thấy rất là tốt, vì nó sẽ giúp cho các bạn trụ lâu hơn, đặc biệt là khi các bạn dùng Quang Vũ kẹp với lại con Leonidas. 10 giây này sẽ đủ để cho con Quang Vũ ra thêm skill 1-2 lần nữa, làm cho kẻ địch bị câm lặng nhiều hơn. Sau khi phân tích xong skill của con Leonidas thì các bạn có thể thấy được rằng skill của con tướng này nó không ngon như là con Quang Vũ và con Alex, kể cả khi các bạn max skill nó. Ở meta hiện tại, để đánh giá một con tướng có ngon hay là không thì các bạn cứ dựa vào 4 cái tiêu chí sau. Tiêu chí thứ nhất là đam to hay không, tính cả đam trắng và đam đỏ nhé, hệ số đam đỏ có lớn hay là không. Tiêu chí thứ hai đó là cái đam đỏ đó nó có phải là đam LE hay không, đam đỏ đó nó có kèm theo những cái hiệu ứng gì khác hay không. Tiêu chí thứ ba đó là có debuff hay không, debuff nhiều mục tiêu thì càng tốt nữa. Tiêu chí thứ tư đó là có tốc độ di chuyển hay không. Khi các bạn đánh combat ngoài đồng, tốc độ di chuyển sẽ cực kỳ quan trọng. Như các bạn thấy trong bộ skill của con Quang Vũ và Alex đều có tương đối là đủ các tiêu chí trên, còn lại con Leonidas thì không ngon bằng. Vậy thì bây giờ mình chơi con Quang Vũ kẹp với lại con Alex sẽ có những cái ưu điểm gì? Ưu điểm của con Quang Vũ kẹp Alex đó chính là đam to.
thiên của Alex có thể kích hoạt skill cuối của con quan vũ ngay từ giai đoạn đầu của trận đánh luôn, chứ không giống như là con leo phải đợi tới khi còn dưới 50% máu thì mới được kích hoạt khiên. Cái khiên của con Alex ngoài việc nó hấp thụ một phần đam cho đạo quân của các bạn, nó còn có khả năng kích hoạt được skill cuối của con quan vũ làm tăng 15% sát thương kỹ năng cho skill đầu tiên của con quan vũ. Trước đây mình đã thực hiện bài test rồi, chỉ cần các bạn sắm thêm cái chiếc sừng thịnh nộ, cố gắng duy trì cái chu kỳ ra skill của con quan vũ là chu kỳ 6, thì khiên của con Alex hoàn toàn đủ thời gian để có thể tăng 15% đam đỏ cho skill đầu tiên của con quan vũ nha. Đặc biệt là khi các bạn đánh ngoài đồng, con quan vũ rất là dễ bị bao vây. Khi bị bao vây thì quan vũ sẽ hồi nộ nhanh hơn, dễ dàng đạt được cái chu kỳ ra skill là chu kỳ 6. Đối với cái khiên này của con Alex, dù cho cái khiên nó có bị đánh vỡ đi nữa, thì chỉ cần các bạn duy trì chu kỳ ra skill là chu kỳ 6 thì cái khiên này của con Alex vẫn có thể tối ưu được skill chuyên môn của con quan vũ nhé. Với lại là khi đánh ngoài đồng á, thì cái khiên của con Alex sẽ rất là nhanh bị mất đi. Sau khi cái khiên bị mất đi, skill thứ tư của con Alex sẽ boost thêm tấn công cho con quan vũ. Khi con quan vũ được quạt rồng ở trong cái trạng thái được boost thêm 40% tấn công, cộng với lại cái 30% tấn công ở skill thứ ba này, tổng cộng là 70% tấn công, thì cái đam đỏ của con quan vũ quạt ra nó sẽ rất là lớn. Chưa kể là con Alex nó còn có thêm cái debuff kẻ địch làm cho họ phải chịu nhiều sát thương hơn. Cái ưu điểm tiếp theo của quan vũ kẹp Alex đó chính là chạy nhanh. Với bộ skill có boost thêm tốc độ di chuyển kèm theo skill chuyên môn của con quan vũ giúp cho cái cặp này đánh nhấp nhã cực kỳ tốt. Khi các bạn bị yếu thế thì có thể nhảy mỏ tẩu thoát một cách nhanh chóng. Một lợi thế của những bạn chơi quan vũ kẹp với lại Alex đó chính là đa số khi các bạn chơi KvK2, KvK3 là đa phần người chơi đã max skill con Alex này trước rồi. Tới khi chơi tới KvK mùa chinh phạt, chỉ cần các bạn đầu tư nâng thêm con quan vũ nữa vậy là xong. Tuy nhiên, cái cặp quan vũ kẹp Alex này vẫn có một số nhược điểm, đó là cái cặp này không thể nào trâu bằng cái cặp quan vũ kẹp leo. Và cái con Alex này nó không có đam LE, nó có đam đỏ hệ số là 1007 ở skill thứ 2. Nhưng cái đam này chỉ là đơn mục tiêu thôi. Nó không giống như là con Leonidas, skill đầu tiên của nó có thể gây tối đa 3 mục tiêu ở trong phạm vi hình quạt. Vì cái cặp quan vũ Alex đam rất là to, debuff mạnh, hỗ trợ combat tốt, cho nên cặp này khi ra đồng sẽ bị mọi người ưu tiên đánh trước. Mặc dù là con Alex có boost khiên nhưng mà vẫn không có đủ xi nhê đâu, và rất là hay bị méo mặt về nhà trước trong số tất cả những cái đạo quân của các bạn đem ra ngoài đồng đánh nhau. Vậy thì quan vũ kẹp với lại Leonidas thì sao? Ưu điểm của cái cặp này phải nói là một cặp trời sinh. Cặp này nó có double AoE và hỗ trợ cho nhau rất là tốt. Con quan vũ khá là giấy thì con Leonidas sẽ tăng châu cho con quan vũ bằng cách boost thêm sức khỏe và boost thêm phòng thủ cho đạo quân. Quan vũ cần nộ để ra skill nhanh hơn, gây đam nhiều hơn, thì con Leonidas này có khả năng boost thêm cái tốc độ nhận thịnh nộ tăng thêm 15%. Và con Leonidas sẽ boost thêm khiên để kích hoạt skill chuyên môn của con quan vũ. Với lại cái skill thứ tư này nó cũng sẽ có thưởng thêm sát thương cho con quan vũ nữa. Điều này sẽ giúp cho con quan vũ vốn đã gây đam rất là to rồi nay còn to hơn. Ngược lại con quan vũ, skill đầu tiên của nó sẽ gây câm lặng mục tiêu. Việc câm lặng này sẽ tăng thêm đam cho skill đầu tiên của con Leonidas. Có thể nói quan vũ leo là một cặp xứng đáng vị trí số 1 trong tất cả những con tướng cam chuyên về bộ binh ở thời điểm hiện tại. Sau này Lilith có ra thêm những con tướng mới thì chưa biết, nhưng mà ở thời điểm hiện tại thì cái cặp quan vũ leo này là cặp có thể nói là vị trí số 1 rồi. Ưu điểm tiếp theo của con Leonidas là các bạn có thể nâng nó thành 5511 hoặc là 5515 là có thể sử dụng được rồi. Còn con Alex thì phải max skill mới tối ưu được. Vậy thì quan vũ leo có nhược điểm gì hay không? Cái nhược điểm lớn nhất mà các bạn có thể cảm nhận được ở cái cặp quan vũ kẹp leo này đó chính là tốc độ di chuyển của nó chậm hơn cái cặp quan vũ Alex rất là nhiều. Đa số khi đánh vũ kẹp với lại leo á là đánh theo kiểu đánh tới chết, chứ không có đánh nhấp nhã giống như là vũ kẹp Alex. Nhược điểm tiếp theo đó là con Leonidas này phải đua thống đốc. Một số kingdom top cao, người chơi bình thường sẽ rất là khó kiếm được hạng cao ở trong event MGE. Nếu như đợi con Leonidas này xuất hiện ở trong event vua bài sẽ khá là lâu. Còn cái con Alex á thì nó có trong vòng may mắn, các bạn rất là dễ sở hữu và đa số người chơi đều max Alex trước khi bước vào KvK mùa chinh phạt. Còn có một vấn đề đó chính là con Leonidas là tướng của mùa chinh phạt, từ KvK4 trở về sau mới được sử dụng. Một số ít kingdom đủ 300 ngày tuổi vào cuối mùa KvK3 thì vẫn có thể sử dụng được Leonidas. Nhưng con Alex thì các bạn có thể sử dụng nó mút mùa luôn, từ KvK2, KvK3 cho tới mãi mãi. Những bạn nào chỉ chơi quanh quẩn ở KvK2, KvK3 thôi á,
thì các bạn không cần thiết phải suy nghĩ nhiều đâu, cứ mạnh dạn bỏ qua con Leonidas luôn nha. Phân tích nãy giờ, cuối cùng chốt lại là nên chơi Quang Vũ kẹp Alex hay là Quang Vũ kẹp Leo. Theo mình thì sẽ là như thế này, không cần biết là các bạn sắp đội hình như thế nào, thì trong năm đạo quân của các bạn á, bắt buộc phải có sự hiện diện của con tướng Quang Vũ và con Alex, kể cả khi các bạn chơi chuyên kỵ là chính hoặc là chơi chuyên cung là chính. Nếu như các bạn là một người chơi chuyên về bộ binh thì mình khuyên các bạn chơi Quang Vũ kẹp với lại Leonidas, sau đó dùng con Alex kẹp với lại một con tướng khác, ví dụ như là Alex kẹp với lại Yi Song Gi, Alex kẹp với lại Harold hay là Alex kẹp với lại CM đều được. Nếu như các bạn là một người chơi chuyên kỵ hoặc là chơi chuyên cung mà muốn làm thêm một cặp tướng bộ binh thì chắc chắn là sẽ lựa chọn Quang Vũ kẹp Alex thay vì là Quang Vũ kẹp với lại con Leo. Nếu như các bạn chơi chuyên về kỵ và cung mà có ý định build hai đạo bộ binh ở trong đội hình của các bạn á, thì tương tự như trên, các bạn nên chơi con Quang Vũ kẹp với lại con Leonidas, và con Alex thì các bạn cho nó kết hợp với lại một con tướng khác, giống như những người chơi chuyên bộ vậy. Các bạn cứ nhớ cái quy tắc ở đây là luôn luôn phải có sự hiện diện của Quang Vũ và Alex, còn lại những con tướng khác các bạn muốn sắp như thế nào thì tùy thuộc vào các bạn thôi. Mỗi người sẽ có một cái ý tưởng sắp xếp tướng khác nhau, ghép cặp tướng khác nhau, nhưng căn bản là phải có sự hiện diện của hai con tướng Quang Vũ và Alex. Đấy, thì video clip này chia sẻ tới đây thôi. Hy vọng là xem xong video clip này, các bạn có thể biết được là khi nào nên chơi Quang Vũ kẹp với lại Leo, khi nào nên chơi Quang Vũ kẹp với lại Alex. Xin chào và hẹn gặp lại.